kiểu bắt đầu cho quẩy khoảng 5 bài liền, một set khoảng 5 hay 6 bài liền. Sau đó là bây giờ mở một bản nhạc kiểu này. Bạn này là bạn Kiều tỷ phú thì phải? Cá mập con, Baby Shark à? Hình như là bạn Kiều tỷ phú có mua khá là nhiều khóa học bên mình. Xin lỗi các bạn nha, mình không có học trò như này. Nó cưỡng dấu cá mập me, nó phải là me chứ. Trời ơi, nó sợ tất cả mọi thứ dân tròn trịa, mỗi vocal là không tròn trịa thôi. Bây giờ hôm nào phải chơi một thử thách là kiểu bắt đầu cho quẩy khoảng 5 bài liền, một set khoảng 5 hay 6 bài liền. Sau đó là bây giờ mở một bản nhạc kiểu này xong cấm không được gật đầu. Cấm ông nào được gật đầu, ông nào gật đầu là bị phạt tiền. Hay đấy. Ông nào cho anh mượn cái track này nhá. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Này phải công nhận nha, mấy thằng cha hay bốc được ấy. Hay bốc chúng xong bắt đầu mình góp ý xong xong bắt đầu kiểu nhạc lên nhanh vãi chưởng luôn. Duy này, Sensor X này, biết không hay là đại khái là mấy bạn hay được ấy, Phạm Thị Thơm. Đó. Kiểu lên tay dã man luôn. Sau dạo này phòng mình nhiều khi có cái mùi như kiểu mùi hôi chân nhỉ? Mùi thằng cha nó thối chân hay là có thằng nó cũng leo qua cục nóng điều hòa nhà mình nhỉ? Một số bài 3/4 vẫn bỏ sang remix được, nhưng mà khi mà mình hát thì mình nghỉ thêm một đoạn. Giờ thì cái bài Happy Birthday chẳng hạn là nhịp 3/4 chuyển sang 4/4, bình thường là Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Nhưng mà bây giờ chuyển sang như bộ phim Happy birthday to you. Anh em có cảm thấy nguyên một bát mắm tôm đang rất là kiểu tròn trịa, béo ngậy và bông xù lên trước mặt, sau đó lấy pizza chấm không? Vâng, và livestream của buổi tối ngày thứ ba sẽ được kết thúc tại đây. Xin tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những livestream tiếp theo. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em có một giấc ngủ thật ngon. Và đừng quên mua DVD ủng hộ VBK Music. Bye bye.